Chào mọi người, hôm nay Dương sẽ unbox một bộ bài mà có thể nói là theo phong cách theo Dương thấy là theo phong cách của nước Nga. Không biết là có đúng không? Tại vì nhìn về những bộ quần áo rồi những hình vẽ thì Dương thấy là theo phong cách của nước Nga nhiều hơn. Đây, hôm nay chúng ta sẽ unbox bộ này nhé. Đầu tiên thì hộp cũng sẽ rất là đơn giản. Đó. Mọi người thấy không? Sách cũng xinh nhá. Quyển sách thì khá là đơn giản, vì nghĩa thì cũng chỉ là những keyword cho mọi người, tức là câu tắt và mọi người sẽ phải tự về triển khai thêm ý, hoặc là mọi người đọc, mọi người hiểu thêm. Và quyển sách thì thường này thì không có hình vẽ với gì cả, hình lá bài gì cả. À, ở cuối nó có một cái trải bài. Ở cuối có trải bài. Cũng khá là đẹp, giống như cảm giác như đây là bánh xe vận mệnh vậy. Từ 1 đến 8 luôn. Cái này thì mọi người cũng có thể nghiên cứu. Và bây giờ để Dương xem nào. Bộ bài này thì có deck màu vàng và không mạ biết gì cả. Bộ gọi là khá là đơn giản. Để chúng ta xem nội dung như nào nhé. Sách thì mọi người mua bài thì mọi người có thể tự đọc nhé. Tại vì nói thật ra là nếu những cái bộ này thì Dương sẽ đoán là sẽ hầu như là theo nghĩa cơ bản, bám sát theo cái sự. Chẳng qua là mọi người cảm thấy là mọi người xem bộ bài mọi người cảm thấy là bộ nào mọi người thấy thích, bộ nào mọi người cảm thấy ok thôi. Chứ theo Dương thấy thì cái deck nó chỉ là một phần thôi. Đây, Dương sẽ để đây nhá. Chúng ta lấy khoảng review. Đầu tiên về chất nhá. Thì bình thường những cái bộ gần đây Dương unbox thì chất bài khá là bóng. Còn bộ này thì không bóng chút nào, khá là lì luôn. Và cũng khá là vừa tay đây, cũng dễ cho mọi người cháo, chứ không phải là to quá hay nhỏ quá gì cả. Và màu sắc thì khá là tươi sáng, bạn nào mà thích kiểu phong cách cổ hoặc là những cái bộ quần áo của nước Nga, hoặc là không biết có đúng không, tí nữa xem mình có phải của nước khác nữa không, nhưng Dương thấy rất là khá giống nước Nga, thì mọi người có thể chọn bộ này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đến với từng lá nhé. Đây, khởi đầu cũng khá là xinh, cũng không khó hiểu đúng không mọi người. Dương thấy là khá là dễ hiểu, bởi vì hình vẽ các thứ dựa theo bộ cơ bản, thế nên là cũng không có cái gì mà khiến mình xem mình khó hay như thế nào cả. Ôi, Slurper này. Slurper của bộ này thì lại mọi người có thấy nó khác không? Khá là khác. Slurper bộ này thì lại không giống những cái bộ khác. Giờ Dương đã hiểu tại sao đứa em hiện tại cũng là trợ lý của Dương khá là thích bộ này. Bạn ý cũng biết về Tarot và bạn ý cũng khá là thích. Bạn ý xem bộ này phải mấy năm rồi, 2-3 năm rồi. Ban đầu thì Dương không chú ý đến đâu, nhưng mà hôm vừa rồi tự dưng bạn order bài cho Dương, bạn ý hỏi là có thích bộ này không, vì tự dưng thấy quen quen. Thế là Dương quyết định là dinh về unbox cho mọi người xem, bởi vì Dương cũng là một người khá là thích về nước Nga.
mình thấy nó cũng mang đậm phong cách về thiên hướng về nước Nga rồi Ukraine thứ, mình rất là thích. Đây này, những cái bộ này này, mình rất là thích những cái bộ này nhá, quần áo này. Thế nên là mình mua về mình ấn tượng là ấn tượng những cái bộ này đó. Mọi người thấy dễ hiểu không? Theo cá nhân Dương thì cũng rất là dễ hiểu, không khó hiểu một chút nào. Và đây thì đấy, chỉ có à, bộ ẩn phụ này thì có khác. Đây hình như là khoeo này, xích. Bộ khoeo này nếu mà Dương không nhầm thì thay thế cho bộ pen này phải. Nếu mà Dương không nhầm thì nữa chúng ta sẽ phải, nếu mà nhìn không đúng thì chúng ta phải xem lại sách xem sao, bởi vì hầu như là các quyển sách đều có ghi. À đúng rồi, thay thế cho bộ bộ pen đấy. Còn đây khoan thì vẫn vậy. Ui bộ này khá là xinh ấy chứ, dễ hiểu mà, nói chung là Dương cảm thấy là dễ xem, không hề khó xem luôn, rất là bám sát với nghĩa cơ bản, và cũng chỉ có giá lá rồi lớp vờ là khác một chút thôi. Tôi sẽ thử xem bộ này cho khách xem sao. Two cup này, ba góc, chàng trai thất tình. Ồ, bộ này xinh thực sự, vẽ đẹp. Hình như là bộ của trợ lý của Dương là nó khác một chút với chất giấy hay sao ấy. Chắc là do bởi vì in quá nhiều lần rồi. Ui, bộ này vẽ màu sắc các thứ đậm, sắc nét, dễ hiểu. Tác giả cũng chắc là phải đầu tư khá nhiều. Mình rất hay bị ấn tượng bởi những lá kiếm, bởi vì nó mang lại cho mình cái cảm giác là à đau lòng một chút, và thường những cái gì đau lòng thì mình sẽ nhớ nhiều hơn mà. Đây hôm nay chúng ta đã review bộ này, và nếu mà bạn nào thích thì có thể mua, vì Dương thấy hình như giá nó cũng không cao đâu, cũng chỉ như những cái bộ mà kiểu cơ bản khác. Và nếu mà xét về cái tầm mức giá như thế thì tại vì tùy mỗi shop bán khác nhau ấy, Dương không thể bảo là Dương mua ở chỗ này bao nhiêu được, bởi vì mọi người hợp ở đâu mọi người có thể mua ở đấy, để tránh tình trạng các shop bảo là Dương PR cho shop này shop kia. Thì nếu mà với mức giá như Dương mua dao động như thế thì từ 700 đến 900, hoặc là cũng có thể có chỗ cao hơn, thì nó là khá là hợp lý, bởi vì từ hộp đến chất bài mọi người sẽ thấy là nó khá là dày dặn, cũng khá là đẹp và cũng dễ hiểu. Nên là cả người reader mới hay là cũ thì đều có thể xem được hết, nó không gặp vấn đề trở ngại gì cả. Chúc các bạn chọn được bộ bài như ý nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình unbox tiếp theo nha.